ơi, cái giờ ngồi nó đây rồi. Ủa Phan, ngồi đâu, muốn ngồi đâu? Giờ muốn ngồi giữa giữa ở đây được mà. Sao vậy? Con em có dọn luôn. Ủa đi rồi sao, đi với ai vậy? Nè, đóng với sinh nhật ai vậy? Sinh nhật anh của cô. Ủa, mà xin bà ra vỗ hay chưa? Bà vỗ coi vô trong kia buồn á. Trong kia buồn mà đẹp vui. Hello mọi người, cái MC phố Loco LGBT à, bữa giờ là đi cái show bây giờ mới gặp em gái của mình nha. Nhậu ở đây tới giờ luôn phải không ta? Đúng rồi. Đúng rồi, alo, ủa là nhiêu lâu rồi? Đó là mới đây luôn hả? Hà Nội cho mọi người, Hà Nội không vội được đâu. À, ủa? Kệ vô đi, vô chào kệ cho tôi để cho các bạn ổn định cái rồi vô ngồi. Thì giờ sắp cho mọi người đang nghe nè, hai anh có đi Hà Nội với em không? Hả? Nè, tới tội nghiệp. Đi Hà Nội không? Hà Nội không? Bốn tay đi Hà Nội lạnh đã lắm. Xây xe rồi không, vậy là không có lên kênh YouTube được rồi. Xây xe gì, đi máy bay thì xây xe. Xây máy bay luôn. Ủa không, bữa đi được, Gia Trang đi được, bây giờ là xây máy bay thấy không, mọi người thấy không? Em thấy mỗi người thì bà ngang ngược. Mỗi lần anh tới là anh phải nằm nghỉ nửa ngày. Cái tên sự phố này ngang ngược rồi. Ờ, mày ngang ngược quá vậy. Cái quá ngang ngược luôn. Rồi, trời. Gia Trang thì được, Hà Nội đi thì có chút xíu à. Anh. Ở đây kia cái đỏ. Ở đây dịu nè. Tụi Vân ơi, hôm nay em đẹp quá à. Xì ok quá à. Ai cũng khen Tụi Vân là đẹp hơn. Ủa đang lại kia mà là quay vậy? Quay, quay mà kêu ai cũng khen. Đúng rồi. Nhiều người người ta comment nói vui hơn. Dạ, dễ thương quá. Biết luôn sao? Mà bị sọ. Mới làm gái về. Ủa làm gái? Đi được nhiều? Đi được 7 triệu 3. Thôi mà, chứ phải là 250 rồi. Ôi trời ơi. Chị em trong nhà. Trời ơi, phá giá, báo giá ta có 250 mà nó 7 triệu 3 đó. Trời ơi, trời ơi, nó 250 rồi, người ta đi nhiều quá, người ta tiếp nổi mà. Ngày đi vừa thấy được cái. Trời ơi, đây hai xe sập xe container ra vô. Rồi, hôm nay khâu đào khó kiếm mạng đó. Khó kiếm mạng, hôm nay giao thừa phải đọc luôn. Ủa, lại là ngay cái giờ 12 giờ luôn á. Bây giờ có giao thừa ở đây luôn nè, bảo Duy với Ru Mi Rân nè. Vô đây. Dạ vô mọi người ơi, cùng vô. Dưới đất ở đây. LGBT, Loto LGBT nha mọi người. Mọi người nhớ là subscribe ủng hộ kênh nha. Vui vẻ cái gì cái này, sinh nhật ai nha anh Thân. Quên tên này. Mà sinh nhật ai không bao giờ. Bây giờ khó mất cái bàn quá rồi, giờ sao vậy? Giờ không có ráp bàn lại biết sao. Bảo ơi, Bảo. Bảo ơi là Bảo. Trời ơi, Bảo. Đúng rồi. Khách yêu cầu mày kìa. Lẹ lên khách yêu cầu kìa. Mày qua lẹ đi. Khách yêu cầu kìa. Thấy nó mê trai rõ ràng không? Má thằng này. Đúng rồi anh quà. Nó lết qua được. Em tưởng là nó mê trai dữ lắm. Ông nội ơi, khách yêu cầu rồi ông nội. Mày để tao la hoài à. Có vàng hả? Đó, có vàng vàng. Có buồn gốm không? Bánh gốm rồi hả? Chú đi tao đi. Anh chị. Chó. Anh mày mất. Giờ hùng nó cái đi lên mạng. Hai chị okay. Em hôn nhau quá trời. Bữa lâu ngã rồi mới vậy. Dạ. Ngủ đây mình ơi. Cái lúc mày á mày mất luôn. Em chưa biết ai luôn á. Bấm vô thằng Mỹ sọ cái nào. Hồi đó giờ đâu có mà thôi. Thôi thôi đánh ghê.
sỉnh quá chứ ra mày bớt sao Ruby đó vậy em thấy gọi gì đầu gần đây luôn nè, gần đây luôn nè, nó thấy bóng kính nó xạo quá nó mê gần chết luôn á, mà nó thấy bóng kính nó xịn quá à. Mà nó thấy bóng kính nó phải gần chết luôn á. Trời ơi, tùy không? Thôi không tùy đâu. Chị em thấy nhau vui. Thật sự là nói rồi, nói về chuyển giới, nói về những người chuyển giới như em là có gì em nói thẳng, có bộ gì rất là dễ thương, thánh tình thẳng thắn, không có thích cái gì nó nói liền luôn, chơi rất là ok, không có người nào mà vui vẻ với nhập mặt. Đúng không? Em nói bao nhiêu nó được, nó được. Thiệt. Ở đâu thế? Nói bao nhiêu nó được, nó được. Dễ thương lắm. Mới đi xuồng nó kêu nè. Thì luôn. Chưa gửi thì chấm. Hôm nay em đóng cho thử ở đây luôn hay sao? Em đóng cho thử ở đây, nhưng mà hồi nãy em đi hát chung với Năm Trại là Vũng Huệ. Bao nhiêu nó kêu, đúng không? Bao nhiêu nó kêu hát ở xuồng Phú Ớt á. Mà cũng vui lắm. Lúc mà 9 giờ mấy là nó mở nhạc sắp đi về rồi. Rất là vui. Mà ra đây đó, chai đồ bóng kính thì nhiều, nó vui hơn chứ không? Cái gì? Sao toàn nghe đẹp không à? Trời ơi, quên, từ bữa giờ không ai. Các bạn nha, Phạm Minh Hương mở mặt ra Ruby Vân. Nhớ các bạn nha mọi người. Mọi người khen quá trời vô follow, Vân cũng được, follow với các bạn cũng được. Bia à, kìa. Cái tiền cầu bom vô kinh chúng ta bia. Anh Hương với anh Tâm lấy tiền thuế đó. Em bia không có sao, đúng không? Nhiều khi em trong kinh của mọi người nhiều. Em bia không có sao, Phạm Minh Hương của Bi Dân. Thì ở đâu lũi cho em là Nguyễn Gia Khánh nha mọi người. Ma đó các bạn với mày. Quỷ. Bóng kính với bạn được rồi. Ủa, ủa rồi ngồi ở đâu? Thấy gì vậy? Ớ gì trời. Các bạn đi đâu rồi? Các bạn ngồi chưa? Ủa em mới thấy giờ đâu mất tiêu rồi. Thôi được rồi. Cái này mọi người nha, chúc mọi người phát. Chúc mọi người năm cũ bước qua, năm mới bước đến có một mùa xuân an khang thịnh vượng, chúng tài chúng lộc chúng bình an. Và mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha, dịch rất là nhiều luôn. Làm cái gì làm nhớ tuân thủ 5K nha mọi người. Cảm ơn mọi người. Happy New Year. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nè, chúc các bạn này vui nè. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Vui lắm mấy nhà. Vui lắm à, đẹp không rồi. Cái gì vậy? 189.000 một ký. Bạn đã bán có cái dưới 180.000 một ký nhưng bạn đã nói lời 160.000 rồi ạ. Cái gì đấy? Tao chết rồi. Ôi, cắt khúc đó nha. Ốp lên giùm em nha, ốp lên giùm em nha. Bạn bán cái dưới 189.000 đó mà có lời 160 rồi đó nha mọi người. Bà này vui lắm cả nhà ơi. Ông nói bán khô mà vàng đeo gì chưa? Bán khô mà đeo vàng quá trời thấy không? Dạ em làm gái hả? Em làm gái nuôi vợ em. Vợ em là ai? Dạ đỡ em lên luôn đi. Nguyễn Trọng Tính hả? Em cũng rất vui, tôi vui. Được anh hơn gì nha cả nhà. Anh hơn. Dạ. Uống cái điện thoại. Rồi 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 mở cả nhà, cả nhà Happy New Year cả nhà. Rồi mọi người uống lên hơn chút. Rồi dưới nè. Rồi rồi Happy New Year mọi người nha. Chúc anh Hưng một năm mới nhiều sức khỏe, thành công, tất cả phát đạt nha. Sửa lại chúc tất cả mọi người cho đô tôi trên TNT. Không chúc trước rồi, chúc mọi người, chúc anh Hưng sao. Mọi người nên nhớ kỹ xem, người ta bỏ công quay ra, mọi người xem nhớ phải subscribe kênh, subscribe nha mọi người. Loto LGBT, ok. Rồi, bây giờ muốn với mọi người cái nữa, anh ốp cái clip này nè.
Uống cái ao cái video này cho mọi người. Happy New Year cả nhà ơi. Rồi lớn luôn. Rồi tắt. Bye bye. Anh thấy rõ ràng không? Hôm sinh nhật của em mà tặng Bảo Nhi nè, banh chành hết luôn rồi nè. Thầy ơi. Chào em chị chứ. Đó nè, nè. Cũng mình nè. Nghĩ sao vậy? Không sinh nhật em, lại hát sinh nhật em, tặng bông banh chành cái bàn bông của em luôn. Tại ai vậy anh Trấn? Tại ai? Cả nhà ơi, hồi nãy đẩy sinh nhật ở nhà xong bây giờ ra tiệm đãi tiếp rồi cả nhà. Đúng rồi. Căng hơn. Là... Ủa nãy anh kêu 15 người mà không có chỗ mà. Ô luôn. Tỉnh rồi. Rồi Bảo Nhi ra đây giống như là hồi xưa hồi mình kêu Bảo Nhi mà nhậu mà cả ba vậy đó. Y chang luôn. Y chang luôn ha. Giờ về à. Đúng rồi, tuổi cạn sức yếu rồi. Hồi xưa là cộng cũng hết. Đúng rồi. Hồi xưa là Bảo Nhi là 100% đi cới. Ai mời là Bảo Nhi uống hết. Nguyên một cái quán nó đông đông gấp đôi vậy không? Mời hết. Có mà. Già rồi. Giờ năm rồi. Thấy gì không? Ngon vậy thôi mà uống không có được. Cho ghế đi em. Không có bắt bạn cho thêm một cái ghế hai ba ghế được. Ok, hai ghế ngoài đỏ nha. À, chứ có bắt bạn. 2 3 4. Tại vì hạn chế đường đi ra vô đây tôi bưng món á, em cảm ơn nha. Cho thêm ba vài cái ghế ngồi sát sát. Được. Đó. Rồi ngồi xuống đi má. Đó cho người vô ngồi sát sát vô xíu. Đó qua đây ngồi nè. Tại vì giờ Hải thích ngồi đây quá giờ biết sao chưa. Ê. Má em á thích ngồi đây. Đó không thích vậy. Kệ đi. Dạ, về chứ rồi. Mắt nói gì ở đây cũng cần nữa. Đi ghế em. Đi thêm vài cái ghế ngồi.